Tôi tin rằng vạn vật trên đời này đều không tự nhiên sinh ra, mà chúng đều có nhân duyên với nhau. Và chính mối nhân duyên đó đã đưa tôi đến với phong thủy Sala. Với nhiều người á, thì người ta nghĩ là sở hữu cái vòng phong thủy nó sẽ gọi là mang lại cho người ta tài lộc, bình an. Đối với một số người á, thì người ta coi cái phong thủy á, là cái sự mê tín dị đoan. Tôi có một niềm đam mê rất lớn với phong thủy nên đã dành ra rất nhiều thời gian để nghiên cứu, học hỏi, tìm tòi thêm các tài liệu về phong thủy. Từ niềm đam mê này mà tôi nảy ra ý tưởng mở cửa hàng để những người có cùng đam mê giống tôi có thể tìm hiểu và trao đổi sâu hơn trong lĩnh vực này. Nó bắt nguồn từ cái loài hoa Sala, là nó có ý nghĩa trong Phật giáo, nó là sự bình an, vui vẻ và lạc quan trong cuộc sống. Đó cũng là điều mà tôi mong muốn mang lại cho khách hàng của mình. Các sản phẩm ở Sala thì được sưu tập từ rất nhiều nơi. Bên cạnh đó thì các mặt hàng như đá thiên nhiên, thờ cúng Phật giáo được Sala khai thác và gia công riêng để đáp ứng những nhu cầu đặc biệt của khách hàng. Tất cả chung quy đều mang đến ý nghĩa giúp thay đổi vận xấu, đồng thời đem lại sự bình an cho gia chủ. Cứ mỗi một khách hàng tới cửa hàng Sala thì tôi đều tư vấn một cách kỹ lưỡng về các kiến thức phong thủy, chăm sóc khách hàng thật tốt để làm sao cho mọi người có thể hiểu được đó là một cái phương pháp khoa học. Sau 10 năm thì cùng với rất nhiều phép thử và các cách phát triển kinh doanh thì nay Sala đã có một lượng lớn khoảng 400 khách hàng mỗi tháng. Khách hàng đã từng mua hàng họ đều muốn quay lại với cửa hàng khi muốn mua một cái sản phẩm khác nữa. Thời gian gần đây thì tôi có muốn là mở rộng cái thị trường về online. Hy vọng website không chỉ là nơi giúp tôi có thêm nhiều khách hàng và cũng như là mình có thể mình trao đổi cái kiến thức hiểu biết của mình về phong thủy cho mọi người. Khi mà lượng sản phẩm của tôi lên đến khoảng tới 1.000 mặt hàng mà lại nằm ở nhiều kho khác nhau, mình không có cách nào để mình có thể mà mình quản lý, mình kiểm soát một cách triệt để được. Mỗi khi khách hàng đến mua hàng thì mình còn không biết được là mặt hàng đó còn hay không. Các bạn nhân viên thường cả khách phải chờ lâu. Chung quy ra thì Sala cũng bị mất một số khách hàng về cái vấn đề này. Đó thì cũng chỉ là cái vấn đề của quá khứ thôi, bởi vì bây giờ cửa hàng tôi đã hoàn toàn khác nhờ có phần mềm và dịch vụ của Sabo. Dần dần thì cái khâu vận hành của một cửa hàng cũng đã ổn định rồi, thì mình có nhiều thời gian hơn để mình làm những chuyện khác, chẳng hạn như là mình cập nhật kiến thức hay là mình tìm tòi thêm cái sản phẩm mới giá cả nó tốt hơn. Đó cũng là cái thành công lớn nhất của Sala rồi.